Chào cả nhà, hôm nay Thảo đi về An Giang để ghé thăm cái hoàn cảnh của gia đình chú ở đây. Ở là chú này là người Chăm. Đây người Chăm thì họ ở kiểu ở nhà sàn nhà đệm, mà mùa nước á, thì nước nó không có cố ngập cái nhà, cũng như là để cho nhà cửa nó khô ráo thoáng mát nữa. Đây phải anh chú ơi. Dạ. À, con chào cô. Dạ. Đây là hai người con của chú đó hả? Dạ. Đứa này thì không có thấy đường. Dạ. Cô với chú ngồi đi cho con hỏi thăm đấy. Dạ. Đây là vậy là người bên kia là người anh, còn đây là người em hả? Thứ hai con, còn đây là thứ ba. Dạ. Thôi con ngồi con hỏi thăm. Ngồi đi con. Dạ. Sao? Con hai con đi cho mấy mấy vệ sinh cho nó rồi đó, hai đứa luôn đó con. Dạ. Luôn nè. Nghe con điện lên hồi nãy. Mới xong rồi đây nè, ướt dạ. Quần áo hết trơn rồi nè. Cô là mẹ của hai em hả cô? À, mẹ đâu. Dạ. Rồi hai em sinh ra là bị về rồi hay sao vậy cô? Bị luôn không? Dạ, bị từ tung bụng mẹ luôn hả? Dạ. Thứ hai. Dạ, rồi anh hai là bao nhiêu tuổi rồi cô chú? Anh hai nó là 30, năm nay là 34 rồi. 34, còn em? À, em là 22. Dạ. Để em 32. À 32. 32, 34 hả? 3 năm hai đứa đó. 3 năm nhưng mà hai người. À. Dạ. Cách nhau cũng cách nhau cũng cỡ 2 tuổi ha. Dạ. 2 3 4. Dạ. Rồi hai em vậy là có được nhà nước hỗ trợ gì không ha? Dạ, cô có. Dạ. Hỗ trợ là một đứa vậy là tiền 270. Dạ, một em vậy 270. Dạ. Vậy ít nha. Dạ, để dạ. Ở đây cũng tao cũng nhiều quá đó cháu. Dạ. Nhiều nhiều hoàn cảnh hay là sao? Cô mà ông cô thì cô hoàn cảnh dưới phần cao tuổi rồi đó. Dạ. Thì tôi cũng được 270. Là người chăm, người chăm sóc dạ. Là được 270. Dạ. Dạ. Rồi cô có không? Không. Không. Không mình chỉ một mình chú được thôi. Dạ. Dạ. Rồi cô có đi làm gì không cô? À, hồi cấp đó cô không có đi làm gì đó ở. Không phải mình ở không, cũng đi buôn bán, mà buôn bán cũng như cái nào người ta cho mình đi á. Dạ. Kiếm để người ta để cho mình năm 20 ngàn, mình bán được 25 ngàn. À, món gì cô? Món bánh bò, à, rồi bánh gì cũng có bán, người ta kêu mình đi bán. Dạ. À, rồi lúc này á, từ một năm nay, năm mấy nay không có đi đâu được hết trơn á. Dạ. Rồi cũng như mình ăn tiết kiệm đây, nhà nước người ta cấp cho mình, rồi còn bao nhiêu đó thì cũng như ai có hỗ trợ gì đó người ta cho đó. Dạ. Đó rồi cái cũng được ăn lê ga vậy. Dạ. Rồi mấy hôm rồi á, thấy người ta đi bán hết không, rồi không đi lấy của người ta không có cho, tao có tiền mới ta cho. Rồi cái này nè là có người ta lãnh cho mình á. Dạ. Rồi đi bán ở trên núi nè con. Dạ. Núi Sam nè con. Đi núi Sam bán ở ngoài cũng xa đó chứ. Đi xe đò. Dạ. Mà sáng đi là 20 ngàn. Dạ. Mà về 20 mà đi 20, một ngày đi là 40 ngàn đó con. Cái này là giày dép cô hả? Dạ, giày dép đó con. Đây cô chú nói là đi bán giày dép đó cả nhà. Đi bán giày dép, đi lấy rồi người ta về đi bán kiếm lời vậy đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, ta lãnh cho mình đó mới đi đó, không có vốn người ta không có cho đi. Tôi thêm đi lại không được. Dạ. Là người ta lấy lãnh về cho mình. Thấy hoàn cảnh của hai em trong nhà vậy thì người ta thương người ta lấy bán rồi tiền lời thì mình giữ hay là sao cô? Tiền lời thì mình ăn. Dạ. Vốn mình trả lại. Vốn mình trả lại cho người ta. Dạ. Lấy một bao thì bao nhiêu tiền? Một bao vậy đó cũng nhiều lắm đó, mắc tiền lắm đó, một đôi trăm mấy vốn đó con. Đôi trăm mấy, ở đây cỡ 15 đôi chứ nhiều. Không nhiều lắm đó con, mấy chục đôi đó con. Vậy hả? Ừ, nhiều lắm. Mà vốn, số vốn mình đó thì mình không có thì lấy vậy đó, rồi được bán được mấy đôi thì đem cho người ta mấy đôi. Dạ. Cái lời thì mình ăn. Dạ. Vốn thì đem trả người ta lại. À, là hồi trước là bán nhưng mà bây giờ là bán giày dép. Thì bán mới không lại, thấy người ta đi bán quá đó rồi. Vì nói cũng như mình
kêu cậy người ta đi đó, dạ. Người ta đi kiếm lãnh cho mình gì đó, dạ. Rồi mới đi được 2 ngày nay đó, đi bữa thứ bảy với chủ nhật này mới đi đó. Giờ hôm chủ nhật cô không đi hả? Dạ. Hôm nay chủ nhật cô không có đi bán hả? Không. À chủ dạ, nhật đi, 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 chủ nhật đi. Đi, đi mà giờ cô đi có 8 giờ là cô gì rồi? Hai về sớm dữ vậy đó hả? Nè, không có ai coi, đóng cửa phá lại con. Vậy đi đi là khóa bỏ khóa à, bỏ lại nhà. Cô chú đi bán luôn hả? Đi luôn. Nhiều khi là chú bảy đó, xe, rồi hai đứa có người đi á, thì nào người đi á thì người ở lại. Còn dạ sáng một đi. Người đi bán, một người ở nhà chăm hai em. Thì bảo vệ ông nội. Dạ. Nhiều quá đó. Vậy thì để cô ở nhà chăm chú đi. Thì muốn đi thấy ta đông người đó đi dạ. Đó rồi bữa thứ bảy chủ nhật thì đi. Đi bán mấy tiếng rồi hả cô hả? Cô bán mấy tiếng à, không có ai cho. 5 giờ là đi hả cô hả? 5 giờ đi. 5 giờ nhiều khi 5 giờ rưỡi. À rồi bán đến 8 giờ là về. 8 giờ về rồi. Dạ. Về là chăm hai người con. Hai người con thì đứa này đó chú Thảo à, dạ. 4 là không có thấy đường đó chú Thảo này. Dạ. Mắt nó sáng chân mà không có thấy đường. À, người đó là không có thấy đường luôn. Thì nó nói cái thận nó bị nó bị tái dồi đó, dạ. Rồi biết nó hết đường luôn, cái ngồi cũng được luôn. Em là tên gì chú? Musa Karim. Musa Karim hả? Musa Karim. Musa Karim. Dạ. Là người chăm. Người chăm. Dạ. Musa Karim. À nói chuyện được kìa, Musa đúng không? Dạ. Nói một nó theo một tiếng người ta là thôi vậy đó. Vậy hả? Musa Karim. Còn bên này là tên gì chú? Say nóc. Say nóc hả? Dạ. À, tiếng chăm á là say nóc. Dạ. Là em là con gái hả chú? Dạ. Một em trai một em gái, hai anh em mà bị bại liệt từ nhỏ luôn. Rồi nói chung là bây giờ là ý thức nói chuyện được rồi thôi, nhưng mà không có đi đứng được thôi. Dạ. Dạ. Ăn uống thì có từ được không chú? Không. Không. Ăn, ăn uống mà mẹ ăn uống là nằm mà đút gì ở trên giữa. Dạ. Rồi đút cho nó ăn. Đút cho hai anh em ăn nữa. Bây giờ nói chung ra là không có làm cái gì được hết trơn á. Dạ. Còn cái này cái nhà này đó con, cái nhà này đó thì chú cũng xin nói tương tự với con. Dạ. Thì có một cái chú. Chú ngồi ra đây được không chú? Đó là chú ngồi sát cô này, chú ngồi sau con nói đôi khi nghe được rõ. Dạ rồi dạ, chú nói thì đi. Lúc trước á thì chú thím đó thì mấy đứa cháu ở dưới ghe, sống ở dưới ghe. Sống ở ghe. Sống ở ghe. Dạ. Rồi có một cái chú ông ở xóm đó, ta đi ở dưới kiều đó. Dạ. Ta mới về nước, ta về người ta thấy cái hoàn cảnh chú nó khó khăn, đứa này ở dưới ghe đó. Rồi tôi mới kia lên trên này, tôi mới có xây được một cái nhà này, xây một cái nhà nhỏ đó ở. Dạ. Rồi à là người ta xây cho mình luôn? Dạ, dạ. Ta xây cho mình. Không, luôn. Người ta cho tiền mà kêu thợ làm. Dạ, con hiểu rồi, nhưng mà rồi đất đâu? Đất này đất của ai? Cái này đất của ông già. À, đất của ông già quá đời hết rồi. Rồi, con hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là mình có đất nhưng mà mình có tiền xây nhà, mình xuống ghe mình ở. Dạ. Dạ, thì bên cái Mạnh Thường Quân, cái Việt Kiều đó, dạ. Họ về họ thương, họ cho tiền rồi mình kêu thợ mình xây lên. Dạ. Dạ, xây lâu chưa chú? Cũng lâu lắm rồi, cũng rồi mấy năm rồi, mấy năm rồi đó. Dạ. Mà mỗi lần nước nó ngập tới đây này chú ta. À thì đó, con đang thắc mắc là đây là ở nhà sàn. Dạ. Người ta lên sàn sao chú ở dưới đất vậy? Dạ, nhưng mà mình không có phải bất chịu rồi. À, rồi mà nước nó ngập vô thì chú đem kê lên, kê, kê lên, kiếm cái cây mình kê lên ở. Mà không có tầng cây nào chú? Tầng trên của bà nhà người chị. À, nhà người chị của chú hả? Người chị. Rồi nhà này nè, 2 năm nay nước nó không có ngập không? Dạ. Giờ là hết nước rồi, hết mùa nước rồi. Dạ. Có gì mới mừng. Là ở dưới luôn, chứ còn thường thường là nước nó lên tới đường nè, mà. Nước nó đi ở ngoài để thấy mà chà chà cho nó sạch chỗ này. Ui, đó là nó hơn, chỗ này tới đây luôn này không? Quá. Dạ. Mấy cách tháng tháng nay đó tôi nhắn tin cho chú đó, tôi nói thiệt là tôi mừng quá, với tôi gặp kênh chú và thấy chú nói chuyện rồi. Tôi hỏi bà tôi khóc hoài đó. Tại sao sao chú biết con? Không để chú lên YouTube, thấy YouTube đó, thấy chú lên YouTube đó, rồi tôi coi đó. Dạ. Dạ, rồi tôi mới nhắn cho chú gửi hình cho chú coi đó. À cháu con hỏi thăm tên chú cái được không? Dạ, dạ được, tên là Acid. Tên là Acid hả chú? Dạ, Acid. Là dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi, dạ. Chú nói với chú đó này, chú mổ lắm rồi chú này. Mổ. Chú mổ cái gì vậy? Mổ sạn mực á. À, mực hả? Đóng như nè. Dạ. Không phải một đống. Cái đó người ta kêu mực to luôn. À vậy. Người ta một cục, hai cục gì đó là kiếm không có rồi. Còn dạ. Mình không bay, nó không biết làm sao, cách nào mà nó không biết cách nói trước gì đó. Trước á, tôi cũng trời Phật cho tôi đó, thì tôi cũng lên vậy đó, rồi cũng trời. Rồi tôi gặp được cái bên từ thiện, bên điện đầu á, dạ. Ở thành phố đó. Dạ. Người ta thấy người ta mới gửi cho tôi đó là trước sau đó là được 20 mấy triệu. Dạ. Dẫn tôi nằm bệnh viện đó, đem tới bệnh viện luôn. Dạ. Dạ, nhờ một cô đem tới bệnh viện cho tôi luôn, rồi đem tới nhà một lần nữa.
À vậy thì cũng mừng, ai chú có chú còn thật còn kể nó cho mình giúp được được ai giúp thì cô chú kể hết đó. Dạ. Dạ đúng Để chú tôi đi làm gì không được, cháu bị tôi làm nặng không được đó, để nó bị sạn đó, rồi nó cắt cú mực rồi, Dạ. dặn cú mực rồi, như phần nó lớn tuổi, ngày ngày nó không có đi đâu nên cái mắt vệ sinh bẩn nó hai Ừ, ông đây bà, xong rồi phải đây làm này. một mình không nổi, nó nặng lắm hai đứa này đó, Vậy nó á. đi vệ sinh, Rồi Dạ. ăn không vệ uống gì sinh đó rồi không có cử động được gì hết trơn á, chỉ là đó. đút không, tại không có làm tự mình làm cho nó hết luôn. Giờ cho con hỏi cái là dưới này thì mình ngoài cái việc buôn bán lặt vặt này thôi thì mình đâu có làm nghề gì hả cô chú? Không không có Đây được mình gì có chứ, ruộng lúa rồi gì hết? dạ không 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 người có, chăm nó không có không ruộng có rẫy gì hết trơn á. À vậy hả? Dạ. Người chăm thì từ xưa giờ mà sao không có nhỉ? Là không được cấp đất hay sao cô chú? Thì không không có, không không có có đất nó hồi hồi bà già hồi xưa tới giờ luôn đó. Ít ít lắm mà không có luôn, nó ít có vậy. lắm, còn bây Là giờ cái có. người chăm này là mình sống ra sinh ra và lớn lên ở khu vực đất này luôn chứ có phải là từ đâu tới đâu đúng không cô Dạ, chú? dạ sống đúng sống ở rồi. đây luôn hồi nào giờ luôn. Vậy mấy đời này đây đúng không? Dạ. Dạ. Mà dư phần người chăm mình á cũng như là thiệt tình, hồi đó hồi xưa đó không có ai Như mà con mừng biết là ruộng ở mừng Sài rẫy Gòn nhiều đó, lắm, ở Sài Gòn cũng nhiều lắm đó. Con biết là người không chăm ở ai Sài mừng Gòn ruộng đó. mừng rẫy hết Dạ. trơn mà không có ai có Nhưng luôn mình mà Sài Gòn người chăm thì họ đi làm thì họ dạ. có thu nhập hơn, Ừ, còn ở dạ. dưới quê mình không có ruộng không có vườn là thua rồi. Dạ À đúng đúng rồi. rồi, quê là thua rồi, thua Thì nhiều anh lắm. cũng nói chuyện với con đó là chú thím đây đây là cuộc sống như là cái nhà mình ăn tới đâu hay tới đó thôi, con nó thì Nên ăn ta người này cho người kia mới giúp cho đỡ. 2 bao gạo, Ừ. Tới hai đoạn cái ở thùng Sài Gòn về mì. bà hổm bên ban từ thiện đó, Dạ. cái gì bà hổm người ta kêu rồi nó có chú xin cũng xin nói thành thật với con đây là thì chú muốn ước vọng của chú đó là cũng trước hết thì cũng ơn trên cũng con xuất thân đến tới gia đình chú đây đó thì cả một vấn đề một hai thứ nữa đó là có ơn của chú không biết làm sao mà nói rồi ước vọng của chú đó cũng nói với con chia sẻ dùng cho gia đình chú thêm nó cũng được chút ít mình xây vốn đó rồi chú lấy ra dép hay là có lấy làm buôn bán À chú là à. bây giờ là chú mong muốn là mọi người giúp đỡ cho chú số vốn để chú Dạ. đi lấy dép mà bán thêm Dạ. mà lo cho hai con thôi á. Dạ. Lo cho Dạ. hai cha thôi chứ giàu con chú không tuổi này hết muốn được rồi con. Vậy hồi trẻ là mình làm cái gì chú? Hồi trẻ thì cũng đi bán đó. Muốn đi bán vậy thôi mà Dạ đi đồ ăn bán, vậy thôi dạ hả? ngày muốn bán là người dân tộc là người truyền thống muốn bán dép không. Cái chài hồi đó Nhưng cái mà chài nhiều. cũng là người chăm mình mà sao nhiều khu vực khác thì họ khá hơn ấy cô chú. Dạ, vì cái này có số của con, của chú ra tặng cho là hai Mà đứa này. xứ này đó nó cũng nghèo nhiều hơn, không Dạ. có ít ít ruộng lắm. Sống này muốn bán không con? Dạ. Sống này muốn bán không? Không bán mà không có bán gì lớn lao gì trơn, bán chút đỉnh cái này cái kia gì, chỉ là sống được qua ngày rồi, với người nào người ta đi được ha thì người ta đi, cũng như là đi tới chiều sáng về là cũng kiếm chút đỉnh, còn tôi ở đây là không có đi đâu được. Dạ về Chỗ nhà đi về hai đứa là con. à, thì cho chú thím đi đó, đi cho núi Bà đó chừng mấy tiếng đồng hồ đó là thím về rồi, Thì không bây bán giờ dịch nữa. nó ổn rồi thì buôn bán còn được lại rồi đó cô chú hả? Bây Dạ. giờ nó bán thì nó cũng chậm, mà có nhờ con cái khách du lịch đó, người Dạ. ta đi lại đó, Cái khách giờ này mình đó con biết đi không, nhờ qua 3 tháng Giêng á nhiều. đầu năm họ mới về nhiều. Dạ, Dạ. là nhiều đi bởi chú cũng cần được số vốn và chú thêm mình lấy đồ nhiều thật nhiều để bán hai vợ chồng đó. Dạ. Dạ, cái cuối cùng tức là vậy đó chú Thảo. Dạ. À cô cho con hỏi thăm cô tên gì á cô? Sakiya. Sakiya hả cô? Dạ. Dạ. À, cô năm nay cũng 60 chưa? Cùng tuổi với chú Tuổi không luôn. À cùng tuổi với chú à, luôn. rồi. Dạ. Nhưng mà hai em này giờ mình chỉ có cái vấn đề là tắm vệ sinh với lo ăn uống thì hơi vất vả cái thôi chứ hai em cũng đâu có quầy quàng gì đỡ cô ha. Không, bằng đêm á thì nó không có ngủ, nó Dạ. la lắm, nó quậy lắm bằng Dạ. đêm, Nó nó la thuốc lắm. men, nó thuốc ngủ, để thuốc ngủ rồi cho nó đó. Trời vậy hả? Ừ, Nó la nó lắm. kêu lắm, Dạ. nó la nó kêu rồi 3 bữa từng 5 6 ngày tại nó bệnh, nó đau Dạ. năm sáu ngày, nó bệnh nó đau. Quanh năm suốt tháng gì chụm dầu gì không đó con đó nó Dạ, như mặt đừng cái đầu không đi. chậm như không đó không mở mắt không được chịu Ba đựng mươi mấy năm rồi đó. bà Ba chịu mấy suốt năm ba mươi rồi mấy đó. năm đó chịu Dạ. đựng đó hay là chú thím đó gian nan khổ đau ba mươi mấy năm đó Nhưng mà
cô cũng vệ sinh sạch sẽ ghê ha, nằm một chỗ gì đó, ăn vệ sinh bà hổng đang mới đi vệ sinh tại chỗ luôn mà cô. Dạ, bà hổng có chú Thảo đi lên cũng vậy, nói giống này. Con vậy đó. Dạ. Nhầm con người ta vậy đó, ta dơ dai đó, còn mình tắm rửa cho nó rửa sáng ngày. Một dạ. Ngày tắm mùa nắng thì tắm được 2 lần. Dạ. Rồi lạnh thấy lạnh quá thì tắm cho nó 1 lần, nhiều khi mình lấy nước ấm mình lau cho nó cũng được. Nó được một cái là hai vợ chồng không có đem con ra để kiếm tiền á. Có mấy người là con tật nha, khó khăn họ cùng đường hay không thì con biết, nhưng mà họ hay đem con đẩy ra ngoài đường để cầu xin cái sự thương hại á. Cái này chú nói với con, cái này ngồi đâu có được, ngồi nó mệt xỉu như nó mệt. Không ngồi mà nằm họ cũng bỏn xe họ đẩy đi ra rồi bán vé số để người ta thương người ta cho thêm tiền á. Cô chú mà sinh ra người đầu sinh ra đến người thứ hai chắc đứt ruột luôn ha. Bởi vì ở đây hai con đường nói một người ta nói một người nó chịu không nổi, có hai người mà ta nói cô chú Thiêm đó ha, là chịu đựng 30 mấy năm đó là người ta chịu phục rồi đó. Ta nói người ta mấy năm là người ta còn chịu không nổi đâu, cái này 30 mấy năm rồi. Dạ. Thiêm nói nó thôi bây giờ trời cho rồi, định số phận mình rồi. Dạ. Đâu có muốn vậy mà ta có vậy rồi thôi, cũng cắn răng chịu thôi. Dạ, cắn răng chịu đựng. Chú muốn có ý kiến này chúc cho con, thì chú đây cũng xin nói thành thật với con, thì con cũng đến tới khảo sát tới gia đình của chú Thiêm. Rồi điều thứ nhất, điều thứ hai nữa thì chú nói không nói ra thì nó không có được, không nói. Dạ. Ra là muốn được một chiếc xe, rẻ tiền cũng được nữa. Xe máy hả chú? Dạ, xe máy đó, xe Honda vậy đó, rồi đang chạy chở Thiêm đi bán đó, thì nó biết về hay cái bốn trong hàng. Chú biết chạy xe không? Biết. Rồi hồi xưa xe đâu chú chạy? Xe đạp đó, lúc đó chạy xe đạp đó. Không, bây giờ mình đi xe đò. Dạ. Đi xe đò. Ý là chú nói là bây giờ chú muốn có chiếc xe đạp, xe máy cô cũng được để mà chở cô đi bán. Rẻ cũng được, nó không cần tốt đẹp nữa là chạy được rồi. Biết xe cụ giờ 3-4 triệu cũng có, 5-6 triệu cũng có, mấy triệu cũng có mà. Dạ. Mấy triệu ra vậy cho mình kiếm không có. Dạ, nhưng mà đối với hộ gia đình nghèo cô chú là được hộ nghèo không có cho mình xin hộ nghèo á, để đây huyện xã này kia nó chú nói thì không muốn rơi nước mắt thì cũng đây là xã gì chú? Xã Đa Phước. Đa Phước. Dạ. Huyện gì chú nhỉ? Huyện An Phú tỉnh An Giang. Dạ, cái này là trong cái làng Chăm Đa Phước cả nhà. Dạ. Thì cái hộ gia đình cũng rất là khó khăn. Nó khó khăn dữ lắm con, bởi vì cháu mới bởi vì con hơi xin lỗi với con, bởi vì nhắn tin với con nhiều lần đó thì sợ con buồn phiền bị công việc của con nó bất quá vất vả của con rồi, thì cái gia đình nó quá khó khăn, người Tết nó gần tới nơi nữa. Rồi tiền bạc gia đình thì con như con biết, con đến đây con biết đó gì đó. Hai đứa này nó là một tạ nó mặc quần vậy đó. Dạ. Là một tuần vậy đó, là nó ba bịch tạ, nó hao tạ vậy đó con, nó đáng liền luôn, vệ sinh á mà không, nếu không để tạ là chịu không nổ thôi. Dạ. Nãy em được gách hết trơn luôn, chịu không nổ luôn á, nó đái vậy, nó dưới tùm lum hết trơn hai đứa đó, để hết tạ nữa này không có nè, còn đấy đó còn. Rồi ăn uống với phần nó cũng thiếu kém nữa. Dạ. Không phải như có tiền mà đứa con người ta có tiền để mua này kia sữa bọng cho nó uống. Dạ. Nó chịu không. Thôi cô chú ơi, hôm nay con có dịp đi về tới tận nhà và tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình mình đó. Yeah. Thì thấy hai em cũng rất là đáng thương á. Yeah. Thì với một cái người mà bình thường mà nuôi hai em cũng là cả một vấn đề nữa đó. Yeah. Thì huống gì đây là cô chú thì vừa có thêm bệnh rồi, nhà cửa thì cũng có được điều kiện tốt á. Yeah. Mà phải đi làm lo cho hai em thì con ghé thăm rồi có cái số tiền của nhà hảo tâm á. Dạ. Con trích ra gửi biếu cho cô chú để dành lo cho hai em ha. Dạ. Thì số tiền cũng không có lớn lắm đâu, nhưng mà như hồi nãy cô chú nói cái nguyện vọng thì có thêm được bao nhiêu thì lấy vài dép thêm bấy nhiêu á. Thì đây là được số tiền 3.180.000 đồng. Dạ. Thì lấy thêm vài dép thì cô chú bán trong dịp Tết ha. Dạ. Thì con đọc tên nhà hảo tâm cái là con đưa cho cô chú. Yeah. Cụ thể là có hai cô từ Tâm Hành và cô từ Bi Hoa ở bên Mỹ á.
gửi đĩa cho một thìa 180.000 đồng. Dạ. Đó, rồi của chị Linh Linh Trao ở bên Thụy Điển gửi tặng 2 triệu đồng. Dạ. Là tổng cộng được 3 triệu 180.000. Dạ. Dạ rồi cô cầm đi. Cô cầm cũng được. Dạ thì chú hơi xa thì cô cầm miếng có sao. Cảm ơn. Dạ rồi cô chú cảm ơn hai nhà hảo tâm trong đó đi ạ. Dạ. Dạ. Không nói chuyện không rảnh với con. Dạ, cô nói không có rành hả? Dạ. Dạ, thì thôi chú nói đi, chú đại diện nói đi. Dạ, trước hết tôi xin đại diện cho gia đình. Trước hết á, tôi có những số tiền của cô gì à, chú đại. Dạ, trong giấy chú đọc tiếng Việt được không chú? Chú đọc tiếng Kinh được không? Thấy được, em tiếng Bình. Dạ, thôi thì vậy thôi khỏi đi chú, cảm dạ. ơn ha. Mấy nhà học tâm trong đó là dạ, được. Tôi, dạ. Trước hết tôi xin cảm ơn các cô chú nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh hai đứa con của tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cho cô chú một năm mới ăn khang thịnh vượng, bằng ăn phát tài, được nhiều sức khỏe. Dạ, rồi, dạ, được rồi chú. Dạ. Chú coi lại đủ số tiền 3.180.000 không dùm con cái đi. Dạ, con thì không sợ sót. 3.180.000. Dạ, 180.000, 3.180.000. 3.180.000 đủ chú dạ, ha. Dạ, đúng. Dạ. Rồi cái này mình được cái số này thì mình lấy giày dép bán thêm đi chú hả? Dạ. Dạ. Dạ, vậy đi dạ. Lấy cái hàng này bán thêm. Con lấy cái hàng đi bán đi lấy thêm nữa. Trời ơi, vậy thì... Cái nào đẹp đẹp đó mình lấy. Đúng rồi, dạ. À, mình lấy của người ta, mình sợ mình không có dám lấy đồ nhiều. Dạ. Lấy đồ, cái nào người ta nói được thì mình cũng lấy thôi. Dạ, vậy thôi rồi con chào cô chú ha. Dạ. Dạ. Rồi. Chào em nha. Dạ. À, biết kìa. Dạ. Ừ, vậy là biết mà. Dạ. Chào. Chào chú nha. Dạ. Ừ, rồi. Nói vậy đó, nói chào chú đi. Rồi cho tiền mẹ ba đi bán rồi lấy tiền về mua đồ ăn cho em ăn ha. Dạ. 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 Ừ, chào biết hết nữa. Trời. Dạ. Gì? Hôm nay là tới thăm là biết hết luôn nè. Dạ. Dạ. Dạ.